Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 8 tháng 10, trên đường tránh phía tây thị xã Buôn Hồ, đoạn km 13+800, xảy ra vụ va chạm xe tải biển kiểm soát 29H07625 lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk với xe khách biển kiểm soát 47F00203 chạy theo hướng ngược lại. Trên xe khách chở theo 12 người. Vụ tai nạn khiến hướng dẫn viên du lịch ngồi gần cửa trên xe khách tử vong, 12 người khác bị thương. Một ca rất nặng đã được chuyển lên tuyến trên. 11 bệnh nhân còn lại vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.